Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, phong vẫn nhắc lại tạp chí quốc phòng số thứ 2 tháng 4 đã có và bắt đầu từ ngày hôm nay thì tất cả các người đặt báo thì những khán giả nào đặt báo sẽ báo sẽ được gửi đi từ ngày hôm nay như vậy thì từ đây tới cuối tuần những khán giả tại mỹ sẽ nhận được báo sớm còn ở nước ngoài thì có thể trải qua tuần tới do đó quý vị nào mà đã đặt báo thì vui lòng chờ đợi chúng tôi sẽ gửi và riêng những khán giả ở úc và ở âu châu à, số bộ đi à, vẫn chưa tới tôi chúng tôi làm việc với lại bưu điện ngày hôm nay để xem coi cái báo thất lạc ở đâu tuy nhiên thì à, trong cái đợt 2 gửi báo ta, số thứ hai đi thì chúng tôi sẽ gửi kèm số 1 cho quý vị luôn đó là cái thông báo của phong sau khi mà các em báo rằng có một số khán giả bên úc và bên âu châu vẫn chưa nhận được báo do đó thì à, phong sẽ ra cho các em gửi đi luôn cả hai số số 1 và số 2 cho quý vị trong đợt này cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều và đặc biệt là những quý vị nào mà ở nước ngoài thì quý vị làm ơn là từng hàng một để cho chúng tôi biết cái tên địa chỉ cái vùng quý vị ở và cái nước quý vị theo cái bình thường mà ở cái bưu tính của quý vị thường sử dụng thì để như vậy thì các em khi mà các em lên danh sách nó dễ hơn cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều đã hỗ trợ cho TNP Channel. Mỗi chi tiết liên lạc về Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com. Đó là cái thông báo của Phong. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta. Đầu tiên hết là Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ là ông Kevin McCarthy đã tới Do Thái à, lần đầu tiên trong chuyến công du quốc tế của ông trong vai trò là Chủ tịch Hạ viện bản tin từ hai pha ở do thái cho biết thì chủ tịch hạ viện hoa kỳ là ông kevin mccarthy đã tới do thái trong ngày 30 tháng 4 cùng với 16 thành viên trong cái lượng đảng của một cái phái đoàn khá lớn ông tới do thái vào buổi chiều theo giờ của địa phương theo lời mời của chủ tịch của hạ viện Nesset của do thái là Amir Ohana và Nesset được xem là một trong những cái nghị viện của do thái ông Ohana đã đón chào ông McCarthy cùng với phái đoàn và nói rằng ông đang tìm cách thắt chặt các cái sự liên hệ của hai quốc gia và hội đồng lập pháp của hai quốc gia đồng thời lên tiếng cảm ơn phía của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho do thái và đứng sát cánh với do thái trong thời gian qua. Ông nói rằng à, nghị viện Knesset sẽ là cái nghị viện đầu tiên trên thế giới đã được viếng thăm. Bên cạnh đó thì ông mặc ca thi cho biết là rất vinh hạnh à, cho chúng tôi được à, gặp cỡ quý vị ở tại jerusalem và chúc mừng cho ngày độc lập của do thái và tái xác nhận về cái à, xương sống quan hệ của hai quốc gia theo tường trình của giới chức à, của Phái đoàn ông cho biết và phía Do Thái đã chúc mừng cái ngày lễ độc lập của họ là ngày 25 và ngày 26 từ tháng 4. Trong vòng 75 năm tới thì cái đối tác quan trọng vẫn cam kết là sẽ tắt chặt quan trọng hơn cả 75 năm đầu tiên. Đó là lời phát biểu của ông McCarthy đưa ra. Và trong cái tweet vào đầu tháng này thì đầu tháng 4 thì ông McCarthy cho biết rằng ông sẽ có chuyến đi đầu tiên trong vai trò là chủ tịch Hạ viện đánh dấu 75 năm ngày thành lập đất nước Do Thái. Quan hệ của Hoa Kỳ và Do Thái rất quan trọng hơn bao giờ hết tôi rất là vinh hạnh nhận lời mời của ông Ohana để là trở thành nhân vật chủ tịch hạ viện thứ hai trong lịch sử tới phát biểu trên cái nghị viện của Do Thái là Neset. Ông đã viết vào ngày 18 tây tháng 4, à, chủ tịch của Hạ viện trước đó của Hoa Kỳ là ông Neil Gingrich đã phát biểu trước nghị viện của Do Thái ngày 25 năm trước đây, tức là năm 1998. Và ông McCarthy cũng sẽ viếng thăm khu vực gọi là Yad Vashem, à, được xem là một cái viện bảo tàng à, tàn sát người Do Thái trước đây gọi là Holocaust vào ngày 1 tây tháng 5, tức là ngày hôm nay. À, sau khi mà và sẽ có cuộc phát biểu ở trên cái uh, nghị viện của Do Thái vào buổi chiều. Vì uh, chủ tịch hạ viện của đảng cộng hòa cho biết là ông mạnh mẽ ủng hộ do thái trong việc mà à, đặc biệt là sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho vị thủ tướng của do thái là ông benjamin netanyahu thủ tướng netanyahu netanyahu là một người à, do thái yêu nước một người à, làm việc vì đất, đất nước của ông và là một người bạn tốt của hoa kỳ ông đã viết trên twitter như trên và việc mà à, ông đã có những cái à, chính sách cứng rắn để bảo vệ cho Do Thái là chuyện đương nhiên. Đây được xem là một trong những chuyến viếng thăm quan trọng của ông McCarthy tới Do Thái giữa lúc một quốc gia này đang có cuộc tranh cãi về cuộc đại tu cái uh, hệ thống tư pháp của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, theo báo cáo của tàu Wall Street Journal cho biết, thì giám đốc cơ quan tình báo CIA là ông William Burns cùng với những người khác đã từng gặp gỡ với nhân vật đang bị tống vào tù về và đã tự tử trong nhà tù về tội gọi là tổ chức đường dây tình dục trẻ em là Jeffrey Epstein. Bản tin mới nhất cho biết thì cha Giữa lúc mà Jeffrey Epstein mà có một cái danh à, cuốn sách đen và trong đó gần như là đã có những nhân vật công chúng đã từng tiếp xúc với ông ta bao gồm luôn cả những người làm việc trong cái nội các và chính quyền của Joe Biden à, đó là ông à, à, giám đốc cơ quan tình báo CIA bản tin mới nhất cho biết thì các nhân vật này gồm có giám đốc cơ quan tình báo CIA là William Burns luật sư Karin à, Rumbler à, và kể cả ta... Hiệu trưởng của trường Bar College là Leon Boston cùng với nhân vật hoạt động cánh tả là Noam Chomsky đã từng có những cái dự tính gặp gỡ với ông Epstein theo bảo báo cáo của tờ Wall Street Journal. Cuộc gặp gỡ này đã diễn ra từ năm 2013 cho tới năm 2017 thông qua các email và lịch trình mà tờ Wall Street Journal đã nhìn thấy được và sau khi mà ông Epstein đã bị bắt vào tuần năm 2008 về tội gọi là liên quan tới tình dục với một bé gái và à, được xem là một nhân vật tấn công tình dục đối với trẻ em và tờ Washington đã không xác nhận được cái nơi gặp gỡ ở đâu tuy nhiên liên hệ giữa Epstein và sau khi mà ông ta đã bị à, ghi danh và đặt câu hỏi về tình trạng ông ta là một kẻ tấn công tình dục trong khi đó thì ông bên thời điểm này là một à, thứ trưởng à, bộ ngoại giao trong đó thì đã có ba cuộc gặp gỡ với lại ông à, Epstein vào năm 2014 bao gồm luôn việc viếng à, thăm một cái căn thao hao của ông Epstein tại Manhattan theo tường trình tài liệu mà tờ washington đã nhìn thấy và ru umler à, được xem là có gặp gỡ với lại à, à ông này sau khi mà bà ta đã rời khỏi cái cái tòa và ốc của chính quyền Obama trước khi bà ta trở thành luật sư của Goldman Sachs vào năm 2020, ông Epstein dự tính là sẽ à, cho bà ta sẽ tham gia vào một cái uh, chuyến đi chung với ông ta đến Paris năm 2015 và 2017 khi mà ông uh, Epstein đã có một cái vùng uh, đất tư nhân của ông ta tại đây. Ngoài ra thì Bonster đã được mời, đã mời Epstein và những người phụ nữ trẻ tới làm khách ở trong cái Bar College ở trong cái khuôn viên trường đại học với lại chờ Chomsky nhân vật cực tả này đã bay chung với Epstein để ăn tối ở tại Manhattan vào năm 2015. Đây là những nhân vật được xem là thân cận ở trong chính quyền của Biden và chính quyền của Obama trước đây. Jeffrey Epstein đã bị bắt về tội tổ chức đường dây buôn bán tình dục trẻ em và sau đó thì được uh, mô tả là ông ta đã tự tử trong nhà tù trước khi mà ông ta bị xét xử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là Radcliffe lên tiếng và nói rằng cần phải đàn hạch đối với ông Blinken trong cái câu chuyện liên quan tới laptop của Hunter Biden. Cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là John Radcliffe trong ngày Chủ nhật đã lên tiếng nói rằng cựu và quyền giám đốc cơ quan tình báo CIA Mike Morrow cùng với 50 cựu nhân viên tình báo khác, những người đã từng viết thư nói rằng là Nga có liên hệ tới cái uh, thiết bị mà họ biết là trong đó có cái laptop của Hunter Biden là một cái tin giả và cần phải uh, uh, ngăn chặn không để cho nó phát tán. Ông Krakrip đã nói với đài truyền hình Fox News uh, với uh, cái chương trình ở trên đây và nói rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cần phải từ chức và hoặc là phải đối diện với cuộc đàn hạch trong vai trò của ông ta đứng đằng sau cái lá thư chủ động này. Này. À, trước đó trong tháng này thì à, ông Morel đã ra điều trần trước Quốc hội và các thành viên trong quỹ ban Tư pháp của Hạ viện trong đó ông ta nói rằng ông ta đã thúc giục các đồng nghiệp của ông ta trong cộng đồng tình báo ký vào lá thư vài tuần lễ trước khi có cuộc bầu cử năm 2020 và cho rằng những cái email được phát hiện trong cái laptop của Hunter Biden à, làm những cái tin tức giả do nga tung ra à, và sau và việc này đã giúp cho cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden và người đứng phía sau tất cả mọi việc này chính là ông Anthony Blinken đương kim ngoại trưởng hiện nay của Hoa Kỳ lúc đó ông ta đang làm việc trong chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden và ông clip uh, năm 2020 thì uh, đưa ra một bản statement và nói rằng là cái laptop của Hunter Biden là một phần uh, trong cái uh, tin giả mà ngã tung ra ông Anthony Blinken và Mike Morrow cùng với 50 cựu viên chức tình báo khác đã không có cái quyền uh, uh, bước vào trong cái uh, Cộng đồng tình báo tuy nhiên họ đã viết lá thư 14 giờ sau khi mà tôi đưa ra một cái bản segment trên đài truyền hình quốc gia đó là lời phát biểu công quay trở lại năm 2020 và ông clip cho biết là họ đã viết lá thư mà họ đã đưa ra những cái tin tức giả và cố tình tạo ra một cái dư luận cho rằng laptop của Hunter Biden là câu chuyện giả do Nga tung ra. Ông Blinken thời điểm đó, ông trước đó thì ông ta từng là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và được biết là ông ta là người đã thúc giục tất cả cộng đồng tình báo viết lá thư này để bác bỏ tất cả câu chuyện của laptop của Hunter Biden được tờ New York Post đăng ra. Và chính vì lá thư với 51 thành viên cựu nhân viên tình báo này đã dẫn tới việc mà tất cả các công, công ty truyền thông và kể cả những cơ quan truyền thông xã hội đã <laughs> đồng loạt ngăn chặn không để cho cái tin này được tới công chúng và giờ đây thì à, bộ tư pháp fbi cũng như là bộ à, công tố viên của quận delaware cho biết là họ đã xác nhận câu chuyện laptop của Hunter Biden là câu chuyện có thật và những email trong đó đã được xác nhận nay thì à, câu chuyện đã được bùng nổ ra sau khi mà ông Morel đã ra điều trần trước cái quỹ ban tư pháp của hạ viện và nói rằng chính ông ta là người thúc giục các cựu nhân viên tình báo viết lá thư này dưới sự yêu cầu và thúc đẩy của ông Anthony Blinken và điều này có nghĩa là Anthony Blinken đã tìm cách xen vào cuộc bầu cử và tìm cách tạo lợi thế cho Joe Biden bằng cách ngăn chặn câu chuyện của laptop Hunter Biden và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay dân biểu Gonzalez cho biết cái cơn khủng hoảng ở biên giới khi mà cái thay uh, thủ 42 chấm dứt đã trở nên tệ hại hơn bản tin mới nhất cho biết thì tình trạng mà di dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới phía nam càng lúc càng tệ hại hơn giữa lúc mà cái thay uh, thủ 42 tức là một cái xác lệnh khẩn cấp chống đại dịch của cựu tổng thống Trump đã sắp hết hạn. Đó là lời phát biểu của dân biểu Tony Gonzalez đã nói với chương trình "Pete the Nation" của đài CBS vào ngày chủ nhật. À, Vị à, dân biểu của tiểu bang Texas cho biết đây là giờ phút lần thứ tư mà chúng tôi đã nhìn thấy là à, cái à, thay thọ bốn mươi đã sắp sửa chấm dứt và mỗi lần tới tình trạng này thì cơn khủng hoảng tại biên giới lại bùng nổ và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy ông Gonzalez cho biết là số lượng người càng lúc càng tệ hơn kể từ ngày 11 tây tháng 5 khi mà cái title 42 đã gần như là chấm dứt và lúc đó thì à, các nhân viên đã chỉ ra cho thấy rằng khi mà có cái à, tình trạng này thì à, dọc theo cái biên giới từ 100 cho tới 100 dặm của chúng ta vẫn liên tục có những di dân bất hợp pháp băng qua đặc biệt là họ đã băng qua khu vực ở Rio Grande đây là một trong những lời và cáo buộc công ông ông Gonzale là đồng chủ tịch của một cái quỹ ban đặc trách về người Latino ở tại à, Hạ viện Hoa Kỳ cho biết là đưa ra cái giải pháp để giải quyết chuyện này là chúng ta buộc tất cả những tên trùm buôn người phải chịu trách nhiệm quý vị đã nhìn thấy được cái cái gốc của vấn đề và chúng ta cần phải giải quyết cái gốc của vấn đề. Thay thổ 42 là một xác lệnh hành pháp do cựu tổng thống Trump đã ban hành năm 2020 sau khi đại dịch bùng nổ và ông buộc tất cả những di dân bất hợp pháp phải ở bên kia biên giới để chờ đợi duyệt xét giấy tờ và không cho phép họ bước chân vào trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ bởi vì tình trạng đại dịch bùng nổ và e ngại gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tuy nhiên thì chính quyền của Joe Biden đã xóa bỏ cái thai thùng 42 này dẫn tới tình trạng di dân bất hợp pháp đã tràn ngập tại biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hai người bị thiệt mạng, bốn người bị thương ở Missouri trong một vụ bắn và một người đàn ông đã bị bắt giữ. Bản tin cho biết là cảnh sát đã truy tố một thiếu niên một thanh niên 19 tuổi đã sát hại ít nhất là hai thiếu niên và gây thương tích cho 40 người khác trong một vụ bắn vào ngày chủ nhật ở một cái uh, buổi uh, tiệc ở tại cái khu vực vùng vịnh uh, mississippi bản tin mới nhất cho biết thì uh... Cameron Everest Brand là một phần của cái uh, Pass Christian nơi ở nằm ở Mississippi đã bị truy tố tội sát nhân sau khi mà mở cuộc tấn công này và theo tường trình cho biết và cảnh sát trưởng tại uh, Bay St. Louis đã có tên là to, uh, topic Swap cho một cuộc phỏng vấn và đưa ra một cái thông tin của báo chí cho biết là cảnh sát đã xác nhận ông Brand là một trong những trẻ đã thực hiện vụ bắn này và và những những người bị chết gồm có một uh, thiếu niên 18 tuổi và một thiếu niên khác 16 tuổi đã chết tại bệnh viện ở New Orleans theo tường trình của ông Schwartz cho biết và cái khu vực của New Orleans Paris được xem là đang có cái là sự lo ngại về tình trạng nổ súng này gia đình và thân hữu của họ cho biết rằng đây Smith 18 tuổi và Hallet 16 tuổi là những người bạn học chung trong cái trường trung học gọi là Hancock High School và Smith được xem là một trong những người chuẩn bị à, tốt nghiệp à, trung học và đang tham gia một buổi tiệc và vụ bắn này đã dẫn tới tình trạng gọi là bạo động ở tại khu vực này sau khi mà có một buổi tiệc chuẩn bị chúc mừng cho smith được ra trường Brent đã bị bắt giữ ngay tại nhà ở khu vực à, Láng giềng của Pat Christian và đã được đưa vô trong nhà tù. À, theo tường trình cho biết, thì quan tà có tên là Stephen Machio đã bác bỏ việc tại ngoại hầu tra cho à, anh Brent và anh này à, sẽ bị giam giữ tại nhà tù gọi là Hancock County. À, vẫn chưa biết là anh ta sẽ bị truy tố bao nhiêu tội và ai sẽ là luật sư đại diện cho anh ta. Đây là vụ bạo động mới nhất diễn ra giữa giới trẻ trong việc mà họ à, tham gia vào những buổi tiệc và vụ nổ súng này khiến cho hai người bị thiệt mạng và bốn người khác đã bị thương đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thượng nghị sĩ Tim Scott đã bắt đầu báo hiệu cho thấy là ông sẽ đưa ra lời tuyên bố có tranh cử ra chức tổng thống năm 2024 hay -20 không vào ngày 22 tây tháng 5. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ Tim Scott của South Carolina à, cho biết là ông dự tính sẽ lan báo quyết định của ông là có bước vào cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 hay -20 không vào ngày 22 tây tháng 5 theo tường trình của giới truyền thông đưa ra vào ngày Chủ nhật. Và trong đó có thể là một thách thức đối với lại cựu Tổng thống Trump trong việc mà đảng đề cử ai sẽ người đại diện của đảng ra tranh cử với phía Dân Chủ. Ông Scott vốn là một Thượng nghị sĩ gốc da đen và được xem là một người có uy thế trong thượng viện à, đang thảo luận tới việc mà tiềm năng ông ca à, bước ra tranh cử chức tổng thống à, và trong đó ông đã có những lời chỉ trích với lại ông tổng thống joe biden và các à, cái tiểu bang mà có nhiều tội ác do đảng dân chủ quản trị bao gồm cả vấn đề lạm phát và một số vấn đề khác ông sẽ ông nói rằng ông sẽ loan báo ở trong một cái à, Uh, thao ho ở tại South Carolina và trong đó ông đã nói chuyện với các thông tin viên. Việc này cho thấy rằng là ông Scott đang là một ứng cử viên tiềm năng tổng thống và là một đối thủ cạnh tranh với cựu tổng thống Trump. Cuộc thăm dò cho thấy ông đạt được khoảng 2% trong cuộc thăm dò trên toàn quốc. Ông Trump và ông thống đốc của tiểu bang của Florida là Ron DeSantis được xem là có cái uh, hai người dẫn đầu mặc dù ông Ron DeSantis vẫn chưa chính thức đưa ra lời tuyên bố là ông ta có tranh cử hay không và nếu như mà ông Scott uh, tuyên bố ông ra tranh cử chức tổng thống ông sẽ cùng với bà Nikki Haley là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina cũng sẽ nằm trong danh sách của những ứng cử viên của đảng cộng hòa bên cạnh đó thì một uh, kỹ sư và là một triệu phú gốc Ấn Độ à, có tên gọi là Vivek Ramaswamy à, một à, nhân vật được xem là khá à, hồi, à, nổi tiếng về radio và cũng là một người à, có cái à, khuynh hướng bảo thủ và là ông Larry Elder cùng với lại à, cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas là à, Asa Hutchinson à, đã, cũng đã trở thành một ứng cử viên tổng thống và tuyên bố ra tranh cử tổng thống đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay quốc hội và lực lượng thủy quân lục chiến mong muốn là phải tăng cường thêm cái hệ thống đóng tàu của hoa kỳ và trong đó gần như là họ đã tăng cường ngân sách rất nhiều dường như đang có dần dần sự đồng thuận trong lưỡng đảng ở tại quốc hội hoa kỳ khi mà họ chuẩn bị gia tăng thêm cái gia tăng thêm cái quyền lực cho chính quyền của joe biden để xây dựng những công xưởng đóng tàu tại hoa kỳ dành cho hải quân và con số này được xem là được thúc đẩy khá mạnh chính quyền joe biden đã có cái tài quá về À, của quốc phòng vào năm tới 2024 là 886 tỷ Mỹ Kim trong ngân sách này và trong đó bao gồm 842 tỷ Mỹ Kim dành cho ngũ giác đài và ước lượng khoảng 202.5 tỷ Mỹ Kim dành cho hải quân à, coi như gia tăng khoảng 4.5% và 53.2 tỷ Mỹ Kim dành cho lực lượng thủy quân lục chiến và đã à, biết là gia tăng khoảng à, 3% trong cái ngân sách của họ đáng tiếc ngày hôm nay báo cáo về mức độ của lạm phát và sự gia tăng à, không có thể à, khiến cho chúng ta có thể à, tham dự cuộc chiến nào đó là lời phát biểu của Chủ tịch ủy ban qu, à, quân sự của Hạ Viện là dân biểu Mike Rocher đã lên tiếng phát biểu như trên chúng ta đã thấy rõ ràng đang có một cái yêu cầu để xây dựng các công xưởng đóng tàu cho hải quân vào tháng 6 năm 2021 thì à, lực lượng hải quân à, lần đầu tiên đã có một cái à, nâng cấp cái xưởng à, đóng tàu quả trong vòng 30 năm và chính quyền của Joe bên đã giảm xuống cái mức độ này à, giữa lúc mà chính quyền của cựu tổng thống Trump đang đẩy tất cả những cái công xưởng đóng tàu này có thể giúp cho Hoa Kỳ đạt được khoảng 400 chiếc tàu à, chiến từ từ đây cho tới năm 2050 và từ 321 chiếc là 372 chiếc và 355 chiếc à, đã được nhắm vào mục tiêu và trong cái tài khoá của năm 2023 thì chính quyền của Joe Brand đã yêu cầu ngân sách ít nhất là có việc mà gọi là phát triển ít nhất là chính cái công xưởng đóng các cái tàu tác chiến từ ngày 16 tây và trong đó thì quốc hội đồng ý là sẽ có thêm những xưởng đóng tàu dành cho hải quân và cho thủy quân lục chiến và trong ngày 28 tây tháng 4 vừa qua trong cuộc điều trần trước quỹ quan quân sự của quốc hội thì à, Chủ tịch là ông Roger cùng với những người khác đã đặt câu hỏi về à, tình trạng mà xây dựng ở khoảng 296 chiếc tàu chiến cho hải quân à, lên tới 355 chiếc và từ đây cho tới năm 2050. Đó là cái mục tiêu của họ. À, phía Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường rất nhiều việc mà đóng các cái tàu chiến của họ giữa lúc mà đảng cộng sản trung quốc đang tìm cách gọi là đứng đầu thế giới hiện nay thì lực lượng của cộng sản trung quốc được xem là lực lượng hải quân của họ là có số lượng tàu chiến nhiều nhất thế giới và hoa kỳ gần như là dậm chân tại chỗ trong việc mà phát triển các tàu chiến đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo thứ ba về TikTok đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi một chuyên gia về không gian mạng một bản báo cáo à, về à, đánh giá về cái tiềm năng nguy hiểm và xâm nhập dữ liệu của người sử dụng của công ty TikTok đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi một công ty về an ninh mạng có tên gọi là Internet 2.0. Robert Porter được xem là lãnh đạo của công ty này à, nói rằng cái bản báo cáo của một bên thứ ba về việc đánh giá của giáo sư có tên là Nico Fair đã thiếu quá nhiều chi tiết, trong đó gần như Họ đã thiếu rất nhiều chi tiết về việc mà các cái mẫu à, ID về quảng cáo, các cái à, gọi là tài liệu của người sử dụng cũng như là những cái cách mà xa, ghi danh cũng như là để có thể vào được trang TikTok này đã không được giám sát và đã đánh giá ông đã viết trên Twitter như trên và trong đó ông Porter chỉ ra cho thấy bản phân tích này gần như là có vẻ là đứng về phía công ty TikTok và gần và cho rằng công ty TikTok không có gây à hại cho an ninh quốc gia và xâm nhập vào dữ liệu của người sử dụng đây được xem là một cái hệ thống tự động và trong đó nó báo cáo và được phát được à, à, phát triển bởi công ty TikTok và rõ ràng nó đã thu lượm một số lượng lớn à, dữ liệu của tất cả những người sử dụng và điều này thì giáo sư à, Fair đã không sử dụng để à, xác định được cái vấn đề gọi là an toàn của TikTok. Tuy nhiên thì ông Fair chỉ ra cho thấy là bất kể có những cái à, việc và bác bỏ này, TikTok vẫn sử dụng cái hệ thống GPS à, tức là cái hệ thống mà định vị để xác nhận và quan sát tất cả những người sử dụng. Đây là một trong những cái điều mà ông đã nêu ra cho thấy có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Hiện nay thì cái à, mã code của TikTok chúng tôi đã bắt đầu à, quan sát tất cả những cái căn bản của họ trong đó gần như là họ có thể lấy được một số những cái vị trí và cái bao gồm luôn cả những cái vị trí và tốc độ khi mà người khách hàng sử dụng TikTok mà di chuyển. Đây được xem là một bản chỉ trích khá lớn và trong đó cho thấy rằng công ty TikTok đã có rất nhiều những cái công cụ có thể giúp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc hoặc là nhân viên của công ty mẹ Biden có thể giám sát được tất cả những người sử dụng ở Hoa Kỳ, bao gồm vị trí cho họ đang ở cũng như là một số những dữ liệu thông tin khác. Đây được xem là bản báo cáo và cho thấy rằng công ty này vẫn đang có dấu hiệu đe dọa tới an ninh quốc gia và gần như là đem tất cả cái uh, nguồn uh, dữ liệu của người sử dụng chuyển về trung quốc mà trong đó gần như là họ đã giấu lại chuyện này đó là bản tin liên quan tới uh, công ty tiktok ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của á châu thái bình dương ngày hôm nay đài loan đã cho thử nghiệm một loại hỏa tiễn mới gọi gọi là skybo để tầm và hỏa tiễn này được mô tả là do chính đài loan sản xuất lực lượng công quân của Đài Loan đã hoàn tất việc bắn thử một loại hỏa tiễn mà do Đài Loan chế tạo có tên gọi là Skybo để Tam và trong đó gần như sẽ bắt đầu chính thức đi vào việc sản xuất hàng loạt à, sử dụng loại à, được à, dưới một cái dự án có tên là Songbo Project thì cái cơ, cơ cái cơ quan đặc trách về nghiên cứu kỹ thuật và à, Khoa học uh, Trung San của, của Đài Loan cho biết Rằng là họ đã thành công trong các cái loại bắn thử này Và đây lần đầu tiên thì phía không quân cho biết Họ đã bắn với cái tốc độ là Và và cái bắn trúng mục tiêu ở độ xa khoảng 45 km Và uh, trong đó gần như là bắn trúng rất hoàn chỉnh Hiện nay thì uh, việc bắn thử này đã thành công Và phía bộ quốc phòng cho biết Là họ bắt đầu tiến hành cho sản xuất hàng loạt các cái loại hỏa tiễn Skybo này Đây được xem là một trong những cái uh, phản ứng mạnh của đài loan sau khi có sự đe dọa của trung quốc và đài loan đang tìm đủ mọi cách để mà chế tạo một số những vũ khí thích hợp với lại cái eo biển đài loan nhằm đội đề phòng và đối phó với tình trạng mà bắc kinh mỗi một ngày đe dọa một căn hơn trên eo biển đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đài loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Đài Loan ngày hôm nay cuối cùng thì Đảng Bảo thủ tại Paraguay đã thắng cử và đã tiếp tục duy trì cái mối quan hệ với Đài Loan so với trước đây nhân vật đối lập đã tìm cách gọi là cắt bỏ cái mối quan hệ với Đài Loan. Cuộc uh... Bầu cử tại Paraguay đã chấm dứt và đảng cầm quyền bảo thủ với nhân vật ứng cử viên tên là Santiago Pena sẽ chính thức trở thành tân tổng thống của Paraguay. Với 87% lá phiếu đã được đếm, thì trong đó Pena đã thắng với 43% so với cái đối thủ của ông là Entren Alacre, chỉ có ở mức là 27.5%. Cuộc bầu cử này đã diễn ra sôi nổi sau khi mà nhân vật của Đảng đối lập là Evan Alacre đã lên tiếng tuyên bố là ông ta sẽ cắt bỏ mối quan hệ với Đài Loan và kết nối với Trung Quốc nếu như ông ta thắng cử và Paraguay được xem là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ của Đài Loan ở tại khu vực vùng Nam Mỹ và nhân vật đối lập này đe dọa sẽ cắt bỏ mối quan hệ 70 năm với Đài Loan. Tuy nhiên thì các cuộc thăm dò cho thấy là Đảng bảo thủ vẫn tiếp tục nắm quyền và trong đó Paraguay có mức dân số là khoảng 7.25 triệu người và trong đó gần như 5 triệu người đã tham gia cuộc bầu cử và đảng cầm quyền có tên gọi là Colorado một đảng bảo thủ gần như đã thống trị cái nền chính trị của Paraguay trong vòng bà 7 thập niên qua và Santiago Pena được xem là một ứng cử viên tổng thống và ông được xem là một à, chuyên gia về kinh tế của cơ quan, của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế IMF và từng là bộ trưởng tài chánh của quốc gia này, à, đặc trách về vấn đề đầu tư ngoại quốc, vẫn tiếp tục à, có cái, cái điểm cao và hiện nay thì khối phiếu đã được đếm 87% và ông tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì các mối quan hệ truyền thống với Đài Loan kéo dài đã hơn 70 năm qua đây được xem là một à, tin vui cho Đài Loan và là một cái tin khá buồn cho Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay đối với khách du lịch. Cộng sản Việt Nam đã thúc đẩy cái gọi là du lịch nội địa và trong đó bất kể tình trạng đại dịch có nguy cơ lây lan trong cái gọi là ngày lễ của cộng sản tức là ngày 30 tháng 4, ngày mà cộng sản chính thức cưỡng chiếm miền Nam. Bản tin mới nhất từ Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết là trong dịp 30 tháng 4 thì cái nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đã càng cao hơn, đặc biệt là những chỗ tụ tập đông người. Và trong đó thì phía Cộng sản Việt Nam và Hà Nội bất kể chuyện này vẫn thúc đẩy cái mà gọi là du lịch nội địa Gần như là báo chí của Cộng sản Việt Nam Đã đăng tải rất nhiều Những cái tin tức liên quan tới những cái địa điểm Mà gọi là du lịch trong ngày lễ Đối với Cộng sản, ngày lễ của Cộng sản nha quý vị Chứ không phải của người dân Việt Nam Và trong đó các bãi biển gần như đông nghẹt người Và hầu hết khách du lịch Đều là khách nội địa của Việt Nam Không có nhiều du khách ngoại quốc Tới Việt Nam trong cái dịp 30 tháng 4 Bởi vì đây được xem là một cái ngày Mà gần như là ngày tang thương của miền Nam Việt Nam còn ngoài Bắc thì Cộng sản họ, họ xem đây là cái ngày đại lễ của họ. Trong khi đó thì nhiều người dân ở miền Nam đã bị khuyến dụ trong cái lễ bắn pháo bông ở Sài Gòn. Họ tụ tập ở bến Bạch Đằng và xã Rác đầy ở đó để mà xem bắn pháo bông trước khi mà vụ bắn pháo bông này và chấm dứt. Và sau đó thì gần như là một núi rác đã bày ra ở trên bến Bạch Đằng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày nay khi mà thất bại trong kỹ nghệ về à du lịch thì cộng sản việt nam đã thúc đẩy cái uh, dân việt nam đi du lịch ra bên ngoài và do thúc đẩy cái tình trạng du lịch nội địa nhiều hơn là du khách nước ngoài tới việt nam tình trạng có tới hàng chục ngàn người đã sắp hàng tại uh, cửa khẩu móng cái ở quảng ninh để mà xuất cảnh qua bên trung quốc du lịch tuy nhiên số lượng này đã khiến cho quá đông và khiến cho có những người đã chờ, chờ đợi rất nhiều giờ để được băng ngang qua biên giới của Trung Quốc để du lịch. Đây được xem là một trong những cái chính sách mà Cộng sản Việt Nam thúc đẩy cho kỹ nghệ du lịch, trong đó khuyến khích người nội địa trong nước đi du lịch nhiều hơn, bất kể là du lịch ở trong các cái địa danh ở Việt Nam hay là du lịch qua Trung Quốc. Và theo báo cáo từ ở phía Trung Quốc cho biết, thì có khoảng gần 30.000 người đã ghi danh và đi qua cửa khẩu Móng Cái để mà du lịch qua Trung Quốc và có hơn 5.000 lượt người đã phải chờ đợi rất nhiều giờ ở cái cửa khẩu ở Móng Cái để được bước qua Trung Quốc du lịch. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy kỹ nghệ du lịch bởi vì hầu hết khách du lịch của Tây Phương và Quả Châu họ dồn qua Thái Lan và Indonesia du lịch nhiều hơn là tới Việt Nam. Điều này đã khiến cho Hà Nội phải đổi chiến lược và tìm cách thúc đẩy cái lượng du khách nội địa để đi viếng thăm các cái địa danh nổi tiếng mà Cộng sản sử dụng để mà chiêu dụ khách nước ngoài đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.